Xin kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ đẩy khối và cắt khối, giúp các bạn có thể thiết kế ý tưởng theo phong cách điêu khắc trong phần mềm Formit. Ở đây mình sẽ tạo ra được một cái mặt phẳng như thế này nhá. Thì các bạn sẽ thấy khi chúng ta tạo ra được một mặt phẳng với các đường biên khép kín, khi chúng ta kích vào mặt phẳng này, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái biểu tượng hình bàn tay với hai mũi tên. Và khi đấy các bạn có thể kích chuột và đẩy lên như này. Đấy. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được một khối 3D từ một hình dạng 2D. Và cũng tương tự, khi chúng ta có cái mặt phẳng này, các bạn kích chuột vào đây thì chúng ta có cái biểu tượng mà các bạn hoàn toàn có thể kéo ra này. Đấy, các bạn thấy không? Cái công cụ này sẽ giúp các bạn sáng tạo ra những cái ý tưởng rất là hay. Giúp chúng ta đẩy khối, tạo khối, co kéo, biến đổi hình dạng khối. Giả sử như ở đây mình sẽ biến đổi cái hình khối này một tí. Mình cho nó như này. Thì bây giờ mình có thể chọn mặt phẳng này, mình kéo ra này. Đấy. Hoặc mình chọn mặt phẳng này, mình kéo ra. Thì việc sử dụng các công cụ đẩy khối này, các bạn sẽ thấy chúng ta thiết kế rất là hay. Đấy. Một điểm lưu ý với các bạn đó là khi chúng ta có một công trình, giả sử như đây là tầng 1 chẳng hạn, và chúng ta muốn đẩy khối nó lên tầng 2 như này, thì các bạn sẽ thấy chúng ta có được một cái đường viền ngăn cách giữa tầng 1 và tầng 2. Giả sử ở đây mình chọn 4m và mình kích chuột, thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái đường viền đấy nó bị mất đi. Và nhiều khi các bạn muốn là chúng ta có đường viền đấy để phân biệt đâu tầng 1, đâu là tầng 2, thì có một cách như sau. Các bạn hãy kích chuột chọn mặt phẳng và các bạn hãy kéo khối lên như này. Đấy. Và khi đấy các bạn hãy giữ phím Ctrl, lưu ý là giữ phím nhé. Đấy. Và các bạn tiếp tục kéo ra đến vị trí các bạn mong muốn và các bạn kích chuột. Thì các bạn thấy rằng ngay lập tức chúng ta có một cái đường viền ngăn cách giữa hai khối mà chúng ta vừa đẩy lên. Đấy. Và tương tự chúng ta có thể tiếp tục làm như này. Đấy. Chúng ta đã tạo ra được các khối và có thể biến đổi khối này bằng các công cụ đẩy khối như mình đã nói. Đấy. Cái công cụ đẩy khối này còn có chức năng rất là hay. Ví dụ như đây mình có một khối đơn giản như này, mình sẽ vẽ cho nó một cái đường cong uốn ở đây. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy hiện tại cái mặt phẳng này đã được chia ra thành hai mặt phẳng. Thì ngoài chức năng kéo đẩy khối này, đấy, thì chúng ta có thể là cắt gọt khối. Mình sẽ chọn mặt phẳng này, mình kéo ra, thì các bạn sẽ thấy chúng ta có thể làm biến mất một cái khối như này luôn. Đấy, rất là hay. Hoặc các bạn có thể là để nó lưng chừng như này. Đấy. Có thể điều chỉnh cho nó thông số 2m. Đấy, các bạn sẽ thấy. Thì ngoài công cụ đẩy khối, chúng ta có thể đục khối, cắt khối. Và đây là những công cụ giúp các bạn có thể điêu khắc và làm ý tưởng rất là hay trên công trình của chúng ta. Mình có thể làm ví dụ với đây. Đấy. Đấy. Mình sẽ chọn khối mặt phẳng này và mình kéo vào như này. Đấy. Các bạn sẽ thấy nó làm ý tưởng rất là hay. Thì đấy là những cái điều cơ bản về cái việc đẩy khối và cắt khối mà mình muốn nói các bạn trong clip lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.